Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT Hatchback. Đây là bản full. Thì trong video này em xin giới thiệu đến quý anh chị chính sách giá của i10 thời điểm cuối tháng 11 cũng như đầu tháng 12 2023, thời điểm mà chương trình thuế trước bạ chuẩn bị hết chính sách, đó là vào cuối tháng 12. Thì thời điểm này giá xe đang rất là tốt. Giá niêm yết của chiếc xe này đó là 435 triệu và đang có chương trình hỗ trợ giảm giá cực kỳ tốt, đến lên đến 29 triệu đồng là còn 406 triệu. Và bảo hiểm thân vỏ thì cũng được tặng cho quý khách hàng khi mua trả thẳng hoặc là trả góp, là đều được tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm cho chiếc xe i10 này. Và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lẻ thì bao gồm là giá xe cộng với cả thuế trước bạ và chi phí đăng ký đăng kiểm và thuế đồng bộ. Phí đồng bộ rơi vào khoảng 434 triệu một chiếc xe hạng A mà có kích thước tốt, dài, rộng, nhất phân khúc và có đầy đủ những công nghệ an toàn như là cảm biến áp suất lốp, rồi đèn nổ start top này, có tích hợp và tay nắm cửa mạ chrome, màn hình AVN 8 inch, có tích hợp định vị và bản đồ định vị dẫn đường, có đèn led định vị ban ngày, động cơ 1.2 dẫn động với cả hộp số 4 cấp AT. Đó. Phụ kiện tặng kèm thì bên em có tặng cho quý khách hàng, quý anh chị, đó là phim cách nhiệt của Mỹ, bảo hành 5 đến 10 năm, trải chắn da, bọc vô lăng. Và những gói quà tặng sẽ theo tùy từng thời điểm, có thời điểm sẽ có thể là khuyến mại nhiều hơn, thì anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại để em có thể tư vấn rõ hơn. Bên trong nội thất của xe thì xe được trang bị với những tông màu chủ đạo như là màu đen, đen chỉ đỏ và trần là trần màu xám, thì giúp cho chiếc xe vừa sạch sẽ và có thiết kế tính thẩm mỹ thể thao. Và ghế thì của xe thì cũng được trang bị đó là ghế da rồi. Đó. Như em vừa nói thì trên chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ có thêm công nghệ như là ga tự động cruise control này, rồi đàm thoại rảnh tay và có start top. Đến phần hàng ghế thứ hai thì i10 được trang bị với hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ hai thì có tích hợp cửa gió điều hòa, có cổng sạc USB. Đó, cửa gió điều hòa ghế thứ hai giúp cho chiếc xe làm mát nhanh hơn, làm mát nhanh và sẽ giúp cho người ngồi hàng ghế thứ hai cảm nhận được là cái sự làm mát đó. Độ ngả lưng ghế thì cũng rất là tốt. i10 cho hàng ghế thứ hai vì là kích thước dài và rộng thì quý hàng ngồi dưới hàng ghế thứ hai cho cảm giác rất là thoải mái và rộng rãi, cái khoảng từ đầu đến mặt trần cũng rất là xa đấy, cho cảm giác ngồi xe rộng. Phần đuôi xe của i10 thì được tích hợp đó là hai cảm biến lùi và camera lùi hỗ trợ đỗ xe và ghép dọc cũng như là ghép ngang. Đó, đây là cái thông số tiêu hao nhiên liệu của i10 với đường ngoài đô thị là 5 lít, đường trong đô thị là 76 lít và đường kết hợp nó rơi khoảng 6 lít. Con số rất là tiết kiệm. Với cái giá xe lăn bánh là khoảng 434 triệu thì bên đại lý Hyundai Bắc Ninh có hỗ trợ cho khách hàng trả góp tối đa là 8 năm và tối đa là 80% giá trị xe. Vậy thì khách hàng với một cái số tiền đó là với số tiền đối ứng là 81 triệu cộng với tiền thuế và tiền đăng ký đăng kiểm là khoảng 108 triệu thì quý khách hàng hoàn toàn có thể là lăn bánh được chiếc xe i10 rồi. Đây là thời điểm tốt để quý khách hàng mua xe, để chống rét này, để đón Tết này, để được ưu đãi thuế, thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em channel Hùng Xe Hơi cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách hàng và quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.